Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết diễn biến thất thường đã làm sụt giảm nghiêm trọng sản lượng bưởi diễn tại nhiều nơi. Điều này sẽ khiến cho nhiều nông hộ trồng giống bưởi này bị thua lỗ, giảm thu nhập. Vâng, tuy vậy, tại huyện Chương Mỹ của thành phố Hà Nội đã có một lão nông với sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia khởi nghiệp đến từ kênh VTC16. Năm nay lại là năm trồng bưởi thành công của ông. Không chỉ sản lượng tăng mà chất lượng trái bưởi cũng tăng lên rất nhiều lần. Vườn bưởi diễn này của gia đình ông Lê Hữu Diện đang bước vào giai đoạn chín. Trong khi nhiều nhà vườn khác mất mùa, giảm năng suất, thì mỗi cây bưởi 15 năm tuổi này của gia đình ông vẫn đạt từ 100 đến hơn 200 quả, thậm chí có cây đạt 250 quả. Dự kiến sản lượng bưởi năm nay của gia đình ông đạt khoảng 25.000 quả. Năm nay đã đạt sản lượng rất là cao, là gấp 2 lần so với 2017, nhưng gấp 3-4 lần so với 2018. Ông Diện cho biết, những năm trước vườn bưởi có khi chỉ đạt 40 đến 50 quả một cây, thậm chí có cây không được thu. Tuy nhiên, từ khi tham gia chương trình khởi nghiệp, với sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia, năng suất vườn bưởi của gia đình ông đã thay đổi rõ rệt. Cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, cành mọc trong tán, tới bao quả như thế này. Đây chỉ là hai trong số nhiều kỹ thuật mà ông Diện được chuyên gia truyền dạy. Nhờ những kỹ thuật này, các cây bưởi trong vườn của gia đình ông mỗi ngày một sung sức và khỏe mạnh hơn. Những trước đây mà chưa cắt tỉa cành thì trên này là nó tùm. Đấy. Cho nên là cái lượng quả nó không đạt như ý muốn. Ánh sáng, ánh nắng nó không chiếu xuống đây được. Sâu bệnh là nó nhiều. Thế năm nay thì là chuyên gia và thầy Đức về, thậm chí thầy còn trèo lên cây. Thầy cắt đấy giờ nhìn rất là thoáng. Thế cho nên là cái mức đạt năm nay quả nó ít sâu bệnh là như thế. Không chỉ tăng sản lượng, chất lượng của bưởi diễn của gia đình ông Diện cũng tăng lên. Đây là những quả bưởi thu hoạch trước đây của gia đình ông. Đa phần đều bị rám vỏ, mẫu mã xấu, không đạt tiêu chuẩn xuất bán cho các siêu thị. Còn đây là những quả bưởi ở thời điểm hiện tại. Có thể thấy, quả bưởi đã có màu vàng ruộm, đẹp mắt và đồng đều hầu như khắp vườn. Mã quả năm nay rất đẹp. Nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy là hoàn toàn là không thấy con nhện. Vâng. Là gây hại phần nào. Nếu mà nhện gây hại thì nó làm cho nó rám hết quả. Nhưng đây là quả của chúng ta là không hề rám nào cả. Đây cả những quả nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn chín này cũng như thế. Vâng. Mã rất là đẹp. Và đến khi nó chuyển vàng thì nó sẽ vàng như thế này. Năm nay thì rất nhiều đối tác đến đây đặt vấn đề thăm vườn bưởi thì ai cũng tấm tắc là khen mẫu mã đẹp. Còn chất lượng thì 20 ngày nữa thì bắt đầu là báo cái kết quả đã đạt được mức đỉnh. Ông Diện cho biết, với sản lượng như hiện tại và giá bán ước khoảng trên 25.000 đồng một quả, năm nay vườn cây của gia đình ông sẽ cho thu khoảng 500 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vú sữa được xem là loại trái cây đặc sản của miền Nam được nhiều người yêu thích bởi mùi vị thơm ngon, thanh ngọt, ăn hoài không ngán. Đến với huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ vào những ngày đầu tháng 12 này, nhiều người sẽ không khỏi trầm trồ bởi những vườn vú sữa sai trái rập bóng hai bên đường đi. Mặc dù vú sữa năm nay được đánh giá là không trúng mùa bằng những năm trước nhưng bù lại giá luôn ở mức cao và ổn định, đầu ra đảm bảo khiến cho người dân vô cùng phấn khởi. Hàng năm, cứ vào thời điểm này đến Tết Nguyên đán, hàng trăm hộ dân tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ lại tất bật với các công đoạn thu hoạch vú sữa xuất bán cho thương lái. Mặc dù năm nay năng suất vú sữa giảm đôi chút so với năm ngoái, nhưng bù lại giá thành luôn ở mức cao, đảm bảo đầu ra nên thu nhập của bà con luôn ở mức ổn định. Ước tính năng suất năm nay đạt khoảng 9 tấn một hecta, được thương lái vào tận vườn thu mua với giá hấp dẫn. Cụ thể, vú sữa lò rèn có giá dao động trong khoảng 28 tới 30 ngàn đồng một kg, vú sữa bơ hồng từ 20 tới 22 ngàn đồng một kg, còn vú sữa tím bắc thảo là 25 ngàn đồng một kg. Để có được những vụ vú sữa thắng lợi, nông dân đã tập trung chăm sóc vú sữa theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị. Tôi đây thì cũng đi đầu trong vấn đề bao trái để là trong cái lúc mình sử dụng giảm cái thuốc bảo vệ thực vật á, thì bao cái trái thì sâu bọ nó cái dịch hại nó không tấn công trái. Hướng đến tăng sản lượng nhằm cung ứng ra thị trường, ông Chiến còn liên kết với các nhà vườn trong khu vực thành lập hợp tác xã trồng vú sữa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có tổng diện tích trên 45 hecta với các giống vú sữa đặc trưng. Việt Gáp á thì cái năng suất nó cũng vậy, nó cũng không hơn cái năng suất của trồng truyền thống, mà nó được có cái thì nó
an toàn trong cái vấn đề sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì nó bảo vệ được cái môi trường. Vú sữa sau thu hoạch sẽ được thương lái đến tận vườn thu mua, phân loại, đóng thùng cẩn thận trước khi xuất đi tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Bắc. Cuối năm 2018, hợp tác xã cũng đã xuất được đơn hàng đầu tiên, mở ra triển vọng mới cho nông dân.